Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Minh Hiệp Vlog nhé. Minh Hiệp đây. Hôm nay á thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phần mềm tên là Ticklog ha. Thì cái phần mềm này nó có tác dụng gì? Nó sẽ có tác dụng giúp chúng ta tùy biến cái à, cái phần mà ngày tháng và giờ giấc của thanh của Windows đó, nằm ở thanh taskbar ha. Thì tại sao mình lại giới thiệu phần mềm này? Thì thứ nhất á là nó có tác dụng như mình đã nói ha là mình có thể tùy biến được nhiều hơn cái phần à, hiển thị à, ngày tháng và giờ à, yeah, của windows ha. thứ hai á là gần đây á mình có giới thiệu cho bạn à, rất là nhiều cái phần mềm để chúng ta có thể tùy biến windows ha. thì đa phần những cái phần mềm đó đều có cái tùy chọn là làm cho cái thanh taskbar chúng ta nó trở nên trong suốt hoàn toàn thì một số bạn à, sau đó đã có comment và nói mình là à, khi mà em sử dụng cái hình nền quá sáng á thì nó lại bị à, không thấy được cái phần à, ngày tháng của, của 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 Win ha tại vì cái test nó màu trắng đó cái chữ đó nó màu trắng thì cái tỷ lóc này nó có thể giúp chúng ta là thay đổi màu sắc và nếu mà các bạn dùng cái hình hình sáng á, thì sẽ vẫn thấy được chữ ha đây thì mình ví dụ ha nè đó giống như mình đang sử dụng lilywood bờ và mình cho cái thanh taskbar của mình nó trong suốt đó thì task nó màu cái task windows nó, nó màu trắng á. cái task ngày tháng ở đây nó màu trắng thì mình không thể thay đổi được đúng không thì nếu như mà trong trường hợp mình sử dụng một cái nền mà màu trắng đi đó đây là trường hợp gọi là quá là thường thì chúng ta cũng chẳng bao giờ để cái hình ảnh trắng như vậy đúng không nhưng mà nó đúng là nó bạn thấy là nó ảnh hưởng tới cái việc mà chúng ta không có thấy em được ngày tháng đúng không rồi thì cái tia lốc nó giúp ta giải quyết cái vấn đề này ha thì đầu tiên á các bạn vào cái link cái link này mình sẽ để dưới phần mô tả ha đó cái trang GitHub của cái project này ha thì khi các bạn vào đây á các bạn kéo xuống các bạn chọn những cái nút download ở đây cho mình rồi do tiloc này nó cũng đã khá lâu rồi bạn thấy không nó từ năm 2018 rồi cho nên là hiện tại thì nó chỉ hỗ trợ trên Windows 10 trở lại ha Windows 11 thì chưa sử dụng được. Hy vọng nếu mà tương lai các cái người là viết cái phần mềm này họ có update bản mới thì lúc khi đó mình sẽ báo cho các bạn ha. Rồi thì các bạn bấm vô cái cái link nè 2.44 Release Candidate nè. Rồi các bạn kéo xuống dưới đây đó. Thì tùy các bạn thích file 7 zip hoặc là file zip cũng được đó. Nếu mà các bạn xài cái phần mềm 7 zip thì chúng ta dùng file 7 zip ha. Mình sẽ tải cái này đi chấm zip đó bạn tải về rồi khi mình tải về bạn bỏ ở một cái nơi đó như mình nha mình bỏ ở ngoài desktop nè rồi, mình sẽ đổi lại cái hình hình khác để cho đỡ chói ha rồi, về lên hình này ha rồi thì khi các bạn tải về xong thì các bạn tải các bạn unlock nó ra ha thì cái này nó sẽ không có file cài đặt ha cho nên là cái file này chính là cái file chứa cái phần mềm tiglok này luôn các bạn hãy bỏ nó vào cái thư mục bỏ vào cái đường dẫn nào mà các bạn thường hay cài phần mềm đó ha rồi thì các bạn mở cái tiloc lên bạn để ý ha nè hiện tại tách mình nó đang màu trắng nhé thì uh, tùy theo cái bản Windows của bạn là 64 hay là 32 bit mà các bạn sẽ mở cái này ha thì như mình mình sẽ mở cái clock 64 ha đó thì như mình khi mình mở lên là nó đã đen thui cái tách lại rồi các bạn thấy không rồi thì nếu như mà bình thường á nếu như mà bạn nào mở lần đầu á nó sẽ hiện ra một cái bảng option luôn còn như mình nó không hiện thì các bạn click chuột phải vào cái phần ngày tháng của Windows nè các bạn chọn là à, lock option cho mình đó nó sẽ hiện là cái bảng tùy chọn cài đặt ha mình sẽ để ở đây luôn rồi thì trong đây nó có rất nhiều cái tùy chọn thì mới đầu vô bạn nhớ check cái này nhé là start tiết lock redux when windows start ha thì tức là windows nó mở lên thì cái phần mềm này nó sẽ mở lên nó tùy chỉnh này cho mình ở đây nó có cái mục là alarm ha các bạn có thể tùy chọn một cái giống như là báo giờ đó rồi clock test nè đây chính là cái phần mà chúng ta có thể edit được cái màu chữ nè các bạn chọn dùng như đây ha mình à, chọn cái màu chữ theo ý mình Ví dụ như hiện tại nó đang màu đen thì nó quá tối đúng không thì Mình chọn thành màu trắng Đó Còn nếu như cái hình màu trắng á Như lúc nãy á Thì chúng ta chuyển về màu đen Ví dụ như vậy Đây Nếu như thành màu trắng Thì chúng ta chuyển về màu đen Là nó sẽ hiện lên rõ ràng cho mình thấy Đó các bạn thấy không Đó Rồi các bạn có thể đổi phong chữ nè Tăng kích cỡ nè Đó Vì, à, Có thể là cho chữ đậm nè Chữ nhạt nè Đó, Italic nè Chữ nghiêng nè đó các bạn có thể làm tăng cái khoảng cách dòng của nó lên đó nói chung là có rất là nhiều tùy chỉnh ha rồi cái tam phật mát nè tức là các bạn có thể chỉnh được cái phật mát ngày tháng ha tùy theo ý bạn đó dụ như bạn thích là uh, cái dấu giờ giấc là em này đó hoặc là chống róc như thế này cũng được luôn đó tùy các bạn thích đó tùy các bạn thích chọn cái gì cũng được đó có một cái tùy chọn cũng khá hay đó là cái phần mouse rồi, để mình chuyển lại cái nền um... hình này chói quá cái phần mouse này á là nó sẽ cho bạn một số tùy chọn ví dụ như mà khi bạn drop file tức là bạn kéo một cái file quăng vô đây á thì nó có thể là bạn có thể là ốp mở nè copy nè hoặc là mutu tu thì bạn để nguyên cái resize của bin thì khi mình kéo một cái phần một cái thư mục ví dụ như mình kéo cái file TLOCK mà chưa zip nó vô đây nè là tự động nó vô thùng rác cho mình luôn đó rất là tiện lợi ha và bạn có thể chọn lít chuột vô thì để được cái gì nè nó mở calendar nè đó nói chung là cái này mình sẽ để cho các bạn tùy chọn ha rồi phần quickly menu này thì bạn có thể chụp phải vô đó nó sẽ thêm những cái giống như là bạn chọn một số cái dụ như quickly nè đó bạn có thể mở nhanh cái windows explorer bằng cách click chụp phải đó đó thì này mình cũng sẽ để cho các bạn tùy chọn ha rồi một số cái này thì các bạn có thể chọn ở cái này là những cái tùy chọn khác ha. ví dụ như utilock calendar tức là thay vì bạn click cho bình thường này nè đó thì nó sẽ bật cái calendar của win không thì bạn chọn tlock calendar thì khi bạn mở vô nó sẽ bật cái 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 cái, đó, đó, cái lịch của TILog nó tùy các bạn điều chỉnh các bạn thích thế nào thì các bạn chỉnh ha rồi, mình sẽ để cho các bạn tự mò cái này ha rồi đó cái phần mềm này nó chỉ đơn giản như vậy thôi ha. rồi như mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách mà chúng ta có thể dùng cái phần mềm TILog để tùy chỉnh cái phần ngày tháng và giờ giấc của Windows trên thành tách ba ha mình hy vọng là các bạn đã cảm thấy cái bài vlog này bổ ích ha để thấy hay các bạn nhớ like share, subscribe cho kênh của mình, cũng đừng quên là bấm nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái vlog mới khi mà mình up lên kênh ha. À, hẹn gặp lại các bạn trong những vlog lần sau. Bye bye.